Chương một. Tiên vực thiếu niên rất đơn thuần. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiền bối, ta nghĩ ta không thể đáp ứng ngươi điều kiện. Tiên linh đại lục, kinh lôi phái ngoài sơn môn dưới bóng cây, 15 tuổi Lý Hòa Huyền nháy con mắt nói rằng. Sau một lát, trong cơ thể của hắn truyền tới một nam nhân tức hỗn hển âm thanh. Ngươi là tại cùng ta nói đùa. Nên biết rõ tiếp qua một canh giờ, Ta cái này sợi tàn hồn liền muốn hoàn toàn biến mất, cửu lê huyết tinh huyết khí cũng sẽ tan hết. Đây chính là ta dùng một cái mạng làm đại giới, mới đổi lấy viễn cổ truyền thưa. Người nói với ta không cần. Năm nhân ngữ khí tương đương phẫn nộ, bất quá lý hòa huyền trên mặt không có chút nào không vui, ngữ khí cũng là hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Thế nhưng là tiền bối, chỉ cần ta lại thắng hai trận tỷ thí, liền có thể trở thành kinh lôi phái đệ tử gia nhập môn phái là ta lần này bạc sơn lội nước tới chỗ này duy nhất mục đích mà ta cũng liền sắp thực hiện nhìn qua bốn phía hối hả đám người lý hòa huyền trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin buổi sáng tiếp nhận huyết mạch thiên phú chờ chút khảo thí hắn đều thuận lợi lọt qua cửa tiến vào kinh lôi phái đệ tử tuyển bạc trăm người danh sách dựa theo quy tắc hắn chỉ cần tài xế chiều trong tỷ thí đánh thắng hai trận liền có thể gia nhập kinh lôi phái trở thành gọi người hâm mộ môn phái đệ tử về phần thể nội đột nhiên xuất hiện vị này tiền bối nói tới truyền thừa hắn căn bản liền không có đi cân nhắc dù sao từ nhỏ cha mẹ đều mất hết thảy đều chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để lý hòa huyền tạo thành loại này làm việc cẩn thận vô cùng có chủ kiến không động tâm vì ngoại vật tính cách vì cái này cửu lê huyết tinh ta cơ hồ bị thiên tiên tông dết đến hình thần câu diệt hiện tại ngoại trường ngươi ta những người khác ai cũng không cho được nếu là ngươi không chịu tiếp thu truyền thừa chẳng phải là nói ta chết vô ích lý hòa huyền vừa dứt lời trong cơ thể hắn thanh âm của nam nhân lại lần nữa vang lên ngữ khí càng thêm phẫn nộ lý hòa huyền mỉm cười đang muốn lại khuyên đối phương vài câu lúc này hắn nhìn thấy cách đó không xa có hai người trực tiếp hướng hắn đi tới thế là lý hòa huyền tranh thủ thời gian ngậm miệng lại nếu như bị người nhìn thấy một mình hắn ở chỗ này từ nói từ nói, nhất định sẽ bị xem như tên điên. Mà lại tới hai người kia bên trong, có một cái là người mặc kinh lôi phái chế phục chấp sự. Gặp qua chấp sự. Đối phương rất có thể tương lai là chính mình ở bên trong môn phái trưởng bối, Lý Hòa Huyền không dám vô lễ, tranh thủ thời gian đứng dậy chấp tay thi lễ. Người chính là Lý Hòa Huyền. Chấp sự không có mở miệng, theo hắn cùng nhau đến đây thiếu niên kia, ngược lại là từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần, trong mắt tràn đầy xem kỹ vị đạo. Đúng thế. Lý Hòa Huyền gật gật đầu. 15 tuổi, hóa phàm cảnh một tầng, đến từ Bắc Vực Thanh Khê Hương, à, nông thôn độ nhà quê thế mà có thế thành tu giả, ngược lại cũng có chút cơ duyên. Thiếu niên trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Thiếu niên trong miệng hóa phàm cảnh, là tiên linh đại lục tu giả tu luyện nhục thân cảnh giới. Dựa theo cảnh giới cao thấp, hóa phàm cảnh lại phân làm. Tráng huyết, chu yên nhục, cường gân, đoán cốt, thế uy, ngưng khí, ổn thần, bạo khí, hóa chân cửu tầng. Nhìn lấy Lý Hòa Huyền, thiếu niên kêu căng khoát tay chặn lại. Cho ngươi một cơ hội, buổi chiều tỷ thí bại bởi ta, ta hướng ngươi trở thành của ta tôi tớ. Thiếu niên yêu cầu quá mức không thể tưởng tượng, cả kinh Lý Hòa Huyền trận mắt hốc mồm, nhìn không được hỏi. Xin hỏi ngươi là vị nào? Còn có ta thu ngươi là chuyện gì xảy ra? Lý Hòa Huyền, vị này Ngô Hiểu Minh công tử chính là ngươi xế chiều hôm nay vọng thứ nhất đối thủ. Lúc này, cái kia Kinh Lôi phái chấp sự mở miệng, ngữ khí cứng rắn, Ngô công tử xuất từ gia tộc tiền đồ bất khả hạn lượng, hắn chịu thu ngươi làm tôi tớ, đó là ngươi tạo hóa, ngươi buổi chiều tỷ thí thua bởi hắn là có thể. Ta tại sao phải thua bởi hắn, ta nhưng là muốn tiến vào Kinh Lôi phái lý hòa huyền càng phát ra kinh ngạc vậy là ngươi không đồng ý rồi ngô hiểu minh nhướng mày ngươi liền không sợ bại bởi ta ta chỉ cần lại đánh thắng hai trận là có thể ngươi là ta vòng thứ nhất đối thủ mà lại ngươi cùng ta cảnh giới giống nhau ngươi làm sao biết rõ ta không thắng được ngươi lý hòa huyền hỏi lại ta chính là cảm giác ngươi sẽ thắng ta mới tìm đến chấp sự tạo áp lực ngô hiểu minh trong lòng thầm mắng sau đó hướng chấp sự liếc qua chấp sự sắc mặt giờ phút này cũng khó coi. Hắn là hóa phàm cảnh sáu tầng ngưng khí cảnh, cảnh giới thân phận, đều so bình dân Lý Hòa Huyền cao hơn quá nhiều, đối với hắn mà nói, giờ phút này cho Lý Hòa Huyền đưa yêu cầu, căn bản là là cho đối phương mặt mũi, kết quả đối phương không chỉ không có biểu hiện được kinh sợ, mà lại lại dám không đáp ứng yêu cầu của mình. Chấp sự thẹn quá hóa giận, ngữ khí cũng càng thêm không xong. Lý Hòa Huyền, ngươi có thể nghĩ tốt, trở thành ngô công tử tôi tớ tương lai thậm chí có thể trở thành gia tộc cung phụng tiền đồ nhưng so sánh ngươi một cái không có chút nào bối cảnh bình dân quang minh được nhiều ta nhưng là muốn vào kinh lôi phái làm sao lại là bình dân yêu cầu của các ngươi ta không có khả năng đáp ứng lý hòa huyền sau khi nói xong dứt khoát nhắm lại con mắt một lần nữa khoanh chân ngồi xuống lại không phản ứng hai người tốt 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 gặp thuyết phục không nổi chấp sự trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, tay áo vung lên, xoay người rời đi. Vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, hắn không tiện giáo huấn Lý Hòa Huyền, dù sao nhiều người nhìn như vậy đây. Tiểu tử ngươi có gan, buổi chiều ngươi liền chờ xem. Ngô Hiểu Minh âm trầm theo dõi hắn, đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại sau cũng quay người đi. Hít mắt gặp hai người này đi được xa, Lý Hòa Huyền lúc này mới hừ một tiếng. Ha ha, ta nhìn ngươi muốn đi vào kinh lôi phái. Khả năng không dễ dàng như vậy rồi, còn không bằng nghe lời của ta, đem cửu Lê Huyết Tinh Dung nhập thể nội, đến lúc đó phạt mau tẩy tủy thoát thay đổi cốt, cái gì kinh lôi phái, căn bản không cần nhìn ở trong mắt. Lý Hòa Huyền thể nội tiền bối lúc này lại mở miệng, ngữ khí còn rất cười trên nỗi đau của người khác, hai người này, ngươi một ngón tay liền có thể để bọn hắn chết vô số lần. Tiền bối, ta là kinh lịch thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, mới đi đến cái này kinh lôi phái, cho nên ta tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ. Lý Hòa Huyền nghiêm mặt nói. Lại nói, kinh lôi phái mặc dù là tiểu môn phái, nhưng là nó cũng là tu giả xây lên. Ta không tin ta đánh thắng buổi chiều tỷ thí, bọn hắn sẽ không giữ chữ tín, không nói quy tắc đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. A, à, uy tín. Uy tín đây chính là tập tục xấu, chuyên môn dùng để cho chó ăn. Còn quy tắc, ai tu tiên là vì tuân thủ luật pháp tiền bối cười lạnh một tiếng. Lý Hòa Huyền giờ phút này tâm tình không phải rất tốt, cũng không có lại nói tiếp. Đợi không kém hơn nửa canh giờ, theo một tiếng chiên vang, buổi chiều tỷ thí chính thức bắt đầu. Lý Hòa Huyền xếp tại cái thứ nhất lên lôi đài, của hắn đối thủ chính là trước đó tan rã trong không vui ngô hiểu minh. Trước đó cái kia chấp sự, giờ phút này mặt không biểu tình đứng tại đài dưới. Nghiệm rõ ràng chính bản thân về sau, tại trọng tại ra hiệu dưới, tỷ thí bắt đầu. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại nhận thua còn kịp, bằng không, chốc lát nữa cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngô Hiểu Minh cười lạnh nói rằng. Lý Hòa Huyền mím môi, khoát tay bên trong đao gỗ, dùng hành động làm tốt nhất đáp lại. Về phần vì cái gì dùng đao gỗ, đó là kinh lôi phái quy định, chủ yếu chính là sợ trong tỷ thí làm bị thương thí sinh. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Ngô Hiểu Minh hét lớn một tiếng, trong tay kiếm gỗ hướng phía Lý Hòa Huyền đâm tới. Phong mang vút qua, Lý Hòa Huyền tai một bên tóc dài bị gọt đi một đoạn. Lạnh thấu xương phong mang, để Lý Hòa Huyền trong lòng giật mình, lớn tiếng nói. Ngươi, ngươi thế mà dùng chính là binh khí. Ai dùng binh khí rồi? Ngô Hiểu Minh nhe răng cười một tiếng, trong tay kiếm gỗ biên giới, lóe ra trận trận hàng quang, cho ta chịu chết đi. Trọng tài, hắn dùng binh khí. Khó khăn lắm tránh thoát đối phương một lần nữa công kích, Lý Hòa Huyền tranh thủ thời gian đối với trận một bên trọng tài hô nói, trọng tài bình chân như vậy ngửa đầu nhìn trời, giống như căn bản không có nghe được hắn đồng dạng. Bên cạnh một bên vị kia chấp sự, thì là cười lạnh nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Cái này phản ứng của hai người, để Lý Hòa Huyền trong lòng mát lạnh, không khỏi ngốc tại nguyên chỗ. Vô dụng xú tiểu tử, trước ngươi không nể mặt ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình ngô hiểu minh nhe răng cười liên tục thừa dịp lý hòa huyền lực chú ý không tập trung lại là nhất kiếm đâm tới lần này nhất kiếm đem lý hòa huyền trước ngực quần áo mở ra một đường vết trách nếu như không phải lý hòa huyền tránh né đúng lúc cái này nhất kiếm chỉ sợ đã đem hắn mở ngực mổ bụng mấy lần khiếu nại không có kết quả lý hòa huyền trên mặt cũng hiện ra một vòng lợi khí các ngươi công nhiên gian lận vậy cũng đừng cách ta càng là muốn ta thua ta liền càng sẽ không thua tiếng nói hạ xuống hắn run tay một cái đao gỗ thế công như hồng hướng phía ngô hiểu minh hung hăng bức bách đi qua lý hòa huyền mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lại đã sớm từng khắp cả tình người ấm lạnh cho nên đối với tu tiên có siêu việt thường nhân chấp nhất tu luyện cũng mang theo người bình thường không có chơi liều dáng vẻ quyết tâm này theo hắn chuyển thủ vì tấn công lập tức liền mang tới một cổ khí thế một đi không trở lại mà ngô hiểu minh mặc dù là cái tu nhị đại nhưng là cái giá áo túi cơm có thể tấn thăng đến hóa phàm cảnh cũng là trong gia tộc dùng tài nguyên ngành sinh sinh chồng lên đi bình thường lười với tu luyện hắn giờ phút này coi như trong tay dùng chính là binh khí nhưng vẫn là dần dần rơi xuống hạ phong đánh một lát lý hòa huyền cố ý lộ cái sơ hở dẫn ngô hiểu minh mắc câu đột nhiên đau gỗ nhất chuyển bọc một tiếng đem Ngô Hiểu Minh trường kiếm trong tay quất bay. Không chờ Ngô Hiểu Minh kịp phản ứng, Lý Hòa Huyền trong tay đao gỗ giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, thân đao thường thường địa thẳng tắp hướng phía đối phương ngực vỗ tới. Mặc dù đối với trọng tài bất mãn, đối với Ngô Hiểu Minh bất mãn, nhưng trên thực tế, Lý Hòa Huyền lần này chỉ cầu đem đối phương đánh rớt đại dưới, căn bản không có nghĩ tới đã thương người. Nhưng ngay tại đao gỗ muốn đụng phải Ngô Hiểu Minh thời điểm, đài dưới đứng đấy chấp sự, đột nhiên rống to một tiếng. Dừng tay cho ta. Trong một chớp mắt, Lý Hòa Huyền cũng cảm giác được một cổ lớn lực chạm mặt tới, ngành sinh sinh đem hắn đâm đến bay ra ngoài 7-8 mét. Té ngã tại trên mặt đất, Lý Hòa Huyền yết hầu ngòn ngọt, ngọt, khóe miệng đã thấm ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ càng phản phất quấy thành một đoàn, để hắn đau đến mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi. Ngươi đã đánh bay đối thủ vũ khí, vì cái gì còn muốn đã thương người tính mệnh. Tuổi còn nhỏ, tâm địa cư nhiên như thế ác độc. Chấp sự đứng ở trên đài, ánh mắt như băng. Ta, ta không có. Lý Hòa Huyền che ngực, dãy dội lấy đứng lên, mỗi hô hấp một chút, đều cảm giác ngực trận trận xé rách như vậy đâu. Ta chỉ là muốn đánh bại hắn, mà lại hắn dùng chính là quy tắc không cho phép binh khí, ngươi vì cái gì không nói. Ta không nhìn thấy một bên trọng tài lạnh như băng mở miệng, ta chỉ thấy ngươi ý đồ lấy tính mạng người ta. Ngươi dạng này tâm tư ác độc hạng người, căn bản đừng nghĩ tiến vào kinh lôi phái. Ta, ta không phục. Lý Hòa Huyền tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ngươi còn dám không phục. Chấp sự hiếp mắt, âm trầm mở miệng. Ngươi nói lại lần nữa xem. Ta không phục. Lý Hòa Huyền giờ phút này tức giận đến song quyền nắm chặt, cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ đối phương không chỉ không nhìn quy tắc giờ phút này càng rõ ràng hơn vu oan hãm hại điên đảo đen trắng tốt vậy ngươi liền đi chết đi chấp sự nằm ngón tay một khúc ngô hiểu minh vừa mới rơi xuống tại địa trường kiếm lập tức liền bị hắn nắm trong tay một bước tiến lên chấp sự khuôn mặt dữ tợn ánh kiếm hướng phía lý hòa huyền thẳng tắp chém xuống tiểu tử bất kính thượng vị giả giết ngươi cũng không ai nói với ngươi để ý lăng liệt ánh kiếm phản phất đem không gian chung quanh đều đông cứng. Lý Hòa Huyền chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi cũng giống như động lại đồng dạng, trong xương tủy đều lộ ra hàng ý, nhìn lấy chấp sự khuôn mặt dữ tợn, cách đó không xa ngô hiểu minh tươi cười đắc ý, trọng tài một mặt xem thường, còn có vây xem những người kia thần sắc thờ ơ không quan tâm, Lý Hòa Huyền cảm giác mình tâm lý cái nào đó gọi là tín ngưỡng đồ vật ầm vang đổ sụp. Ánh kiếm liền muốn chém tới trên trán nháy mắt, Lý Hòa Huyền trong mắt tuôn ra không cam lòng nước mắt nước. Tiền bối, ta sai rồi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.